thứ nhất phải khẳng định Bỉu Ngọc là một người con có hiếu, đúng không? Anh biết là hoàn cảnh gia đình của em thì cũng có nhiều khó khăn, đặc biệt lúc em còn nhỏ, rồi sau này khi giai đoạn em trưởng thành cũng có rất nhiều khó khăn. Thì anh muốn là trong chương trình ngày hôm nay thì Ngọc kể và chia sẻ với mọi người để mọi người hiểu hơn về hoàn cảnh gia đình của em cũng như là những cái ứng xử của em trong cuộc sống. Thì nói về hoàn cảnh gia đình thì em rất thương ba mẹ của em. Nhất thì ba mẹ em lúc đó cực khổ từ lúc em còn nhỏ tới giờ. Nhưng mà lúc mà em gia đình em và lúc gia đình em lúc em 5-6 tuổi 7 tuổi gia đình em là như là làm ăn á, rồi xong bị sập là chìm ghe. Lúc đó gia đình em trong Mỹ Quý á, chứ không phải là gia đình em ở thành phố Cao Lãnh này nữa. Xa cách đây bao cây? Dạ, cách đây khoảng chừng 20 mấy cây. Thế cái vụ sập ghe đấy cũng nặng lắm đúng không? Dạ vâng. Thậm chí là mẹ em còn suýt bị tai nạn ở cái vụ đó mà đúng không? Dạ vâng, thì lúc đó chìm ghe thì có mẹ em này với anh hai với ba với dượng sáu. Rồi xong rồi chìm ghe xong rồi mấy người kia ngoài, còn mẹ em là ở trong cái bồn ghe á, đang nấu đồ ăn cơm á để cho gia đình xong ăn cơm á. Xong chìm mẹ em dính ra trong luôn. Không ra được, không thoát được. Không ra thoát được, tại vì nước cái lúc mà vô thì nước nó ập vô mấy cái cửa rồi nó ập vô thì mẹ em dính ra trong luôn mà. Rồi ba em mới, nói chung là ba em lúc đó cũng vì thương mẹ rồi nó mới lặn, tự cho lặn xuống. Dưới lần đầu, hơi đầu thì ba em chỉ gần tới mẹ thôi. Thì thấy mẹ làm ầm quậy rồi trong lòng đùng 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 giống rồi, nhưng mà ba em hết hơi không còn hơi nữa. Xong ba mới ấy lên rồi, xong ba cố gắng ấy hơi nữa thì lặn hơi thứ hai thì chụp được tay mẹ em. Rồi xong mấy người ấy mới lôi lên, lôi ba với mẹ em lên. Thế nên là mẹ tới lâu là lên rồi, mẹ tới lâu là mẹ mất rồi. Nói chung là mình mày tím rồi xanh rồi sao rồi nó là mất chứ à. Rồi xong mình ấy nóng rồi lại rồi xong mẹ mới tỉnh vậy. Rồi thì đó là chở mướn người ta mà phải thền, chỉ chở gạo cho công ty lương thực ở dưới đây nè. Xong mới thền, thời lúc đó tiền cũng nhiều lắm. Gia đình em bán đất đồ, bán nhà, bán đất đồ hết luôn cho mấy quý. Rồi xong mới ra ở đậu với ở đậu ngoại cho, ở đậu. Chung là ngoại cho em cái nền bề ngang được 4 mét cho ở đậu thôi nha. Ngang 4 mét rồi xong chạy dài khoảng được mười mấy 20 mét nữa. Xem sau này thì em mới là gọi là về Cần Thơ em có tiền, em mới ký hợp đồng có tiền. Là em nói thôi mẹ ơi con cắt cho mẹ cái nhà. Để mấy không ấy ba mẹ đi chỗ nào đi ấy đất đi con mua miếng đất còn cắt cái nhà đó luôn. Rồi ba mẹ nói là thôi mẹ thích ở đây. Có dòng họ ở đây cho dễ. Rồi xong em mới nói, thôi cậu ơi để đem đất này cho con. Rồi nói ừ để cho con tiền này đó. Rồi không mới mua đất cho cậu, rồi xong mới xin ông cậu kế bên nhà đó. Nói giờ thôi cậu bán con 2 mét nữa đi, 2 mét chạy dài, ngang 2 mét chạy dài luôn đi. Cho bằng cái nền nhà con, đừng nói ông cậu kế bên cũng thương lắm. Ông nói, ừ, để cậu để cho mày 2 mét. Rồi xong rồi được ngang 6 mét, dài hai mấy mét. Xong mới cắt lên nhà, cắt trong vòng 3 tháng mà mẹ mất ăn, mất ngủ mà. Không ngủ được. Mừng quá không ngủ được. Bây giờ thì sao? Bây giờ sức khỏe của bố mẹ như thế nào và cuộc sống của ông bà ra sao? Bây giờ sức khỏe của bố mẹ em thì ba em thì vẫn bệnh. Bệnh nói chung là chỉ giờ chỉ ba vòng vòng trong nhà, ăn xong ngủ rồi đi ra ngoài chơi chút xíu rồi vô. Nói chung là mắc giờ nào không hay. Tại vì bệnh thứ nhất là quanh tim hẹp với đường hô hấp rồi này nọ. Mỗi lên như là lên bị bệnh thở không nổi rồi nó thở thì ba em có chai thuốc sạch đó. Mà chứ xịt đó giờ 100 mấy 200 ngàn mà cứ 2 ngày hết anh trai 2 ngày hết anh trai em phải lo chứ. Còn mẹ em thì bây giờ cũng già rồi, cũng yếu rồi. Đó là lý do mà cứ mỗi lần có kỳ nghỉ là ngay tức Bỉu Ngọc về với gia đình, về lo cho bố mẹ. Đúng không? Không có những cuộc vui với bạn bè, không có tụ tập đi chơi đi du lịch ở đâu cả. Vâng, thì nói chung là em được nghỉ rồi xong là em cứ về nhà. Rồi em muốn ấy thì em muốn gặp bạn bè thì nói thôi bữa nay anh về nè, mấy đứa xuống nhà anh chơi đi, kiếm mua đồ ăn gì hay là về nấu anh em mình nấu nướng đồ ăn chơi trong nhà anh luôn. Chứ kêu anh ra ngoài anh không ra đâu, còn tại vì anh lâu lâu mới được về ba mẹ. Một đứa con rất là có hiếu, nó dành tất cả những thứ tốt đẹp của mình cho bố mẹ và cũng lo lắng cho những cái ngày vất vả mà ba mẹ đã phải hy sinh về mình đúng không? Anh nghĩ là đó là sẽ là một góc nhìn mà nhiều người chưa biết về Bỉu Ngọc. Mấy rồi, cho ba rồi. Thôi rồi. Hồi đó ở trong đồng khổ lắm. Chứ không phải như giờ. Thì
mà ăn thì thiếu trước thiếu sau. Rồi nhờ về ngoài này đó rồi mới có khá lên. Giờ nói nó là cũng như ráng thi đấu cho hết lòng đi, hết sức đi đặng mà tiếp với anh em ta chứ rồi đừng có làm biến rồi thành ra nó thua người ta. Vẻ ngoài là một thanh niên nghịch ngợm, nổi loạn, nhưng ở trong gia đình, Bửu Ngọc luôn là đứa con ngoan, có hiếu với ba mẹ và anh chị. Mỗi lần được nghỉ phép, thay vì những cuộc vui cùng bạn bè, thì Ngọc luôn về để quây quần bên gia đình. Khi trở về với gia đình, Ngọc trở thành con người hoàn toàn khác, chơi đùa, chăm sóc các cháu, sẵn sàng vào bếp nấu những món ngon để chiêu đãi ba mẹ và bạn bè của mình. Trong ký ức của mẹ, tuổi thơ út Ngọc đã trải qua những giai đoạn khốn khó nhất của gia đình. Chanh nó hồi đó ra nó nghèo khổ rồi đi cắt lúa mướn đồ ăn, rồi làm mướn rồi đủ thứ trơn á. Rồi ổng cũng vậy, ai kêu gì mặn nấy. Rồi ngại lớn rồi cái nó ra được ở đây. Rồi đi học bên á, cái bên trường á, kêu nó đi đá banh. Cái tôi nói, ôi con tôi đâu biết đá. Thì nó đi lên Cao Lãnh đây, mấy ổng nói đi lên đi rồi về. Cái nó đi mà tôi khóc. Cái mấy ổng nói không được, đi vậy đi rồi về. Sáng đi chiều về đây học, tôi cũng cho đi. Đi cái đâu 3-4 tháng gì cái mấy ổng bắt lại luôn. Trời ơi, tôi nhớ nó. Vì cái út con thằng một à, còn mấy đứa kia đi bằng tứ tán hết rồi. Vì cái khổ tới, rồi ngày nó đi tới giờ nó mới khỏe nó đó. Bửu Ngọc luôn tâm niệm rằng, sau bóng đá, sau những sự hy sinh vì công việc để kiếm tiền, thì gia đình luôn là chỗ để mình trở về. Trở về để làm tròn trách nhiệm cùng người con với gia đình, để gần gũi, chăm sóc ba mẹ và các cháu, để nghỉ ngơi, tìm lại bản ngã thực sự của mình, để tiếp tục những bước tiến vững chắc trong sự nghiệp